Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, thành phố Tân Uyên và thành phố Di An. Tình hình giảm xả tràn điều tiết của hồ thủy điện Trị An, xả tràn thủy điện Rock Phu Miên như sau. 1. Hồ Trị An Thời điểm thực hiện lúc 14 giờ chiều nay 28 tháng 9, lưu lượng nước xả qua tràn 320 m 3 trên dây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.120 đến 1.170 m khối trên dây. 2. Hồ Srok Phương Miên. Lưu lượng xả tràn 345 m khối trên dây. Tổng lưu lượng xả xuống hạ du 645 m khối trên dây. Không gây ngập các vùng ven sông bé. Tổng lưu lượng xả xuống hạ lưu sông Đồng Nai từ 1765 đến 1815 m khối trên dây. Trong điều kiện bình thường không gây ngập các vùng ven sông Đồng Nai, Cần đề phòng khi có mưa to kết hợp với lưu lượng xả trên có thể gây ngập một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp các vùng trũng thấp ven sông đồng nai.